Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Đồ Câu Thanh Tuấn. Thì hôm nay cũng sắp đến Tết, sắp đến Tết rồi. Thì bên shop Đồ Câu sẽ ra một cái combo Tết cực kỳ chất lượng cho các bạn. Với cái combo này thì các bạn sẽ được hỗ trợ về giá này và được tặng kèm những phụ kiện đi kèm. Nói chung là giá thành nó sẽ giảm xuống và phụ kiện sẽ được tặng lên nhiều hơn. Và nói chung nhiều cái khuyến mãi đặc biệt thì các bạn có thể xem hết cái clip này và có thể đặt hàng ngay trong ngày hôm nay luôn nha các bạn. Về cái combo mà mình giới thiệu với các bạn hôm nay á là cái cần là cần Builder Lách Gòn nha các bạn. Cần là cần Builder Lách Gòn. Size thì tùy các bạn chọn nha, 2m4, 2m7, 3m tùy tùy các bạn chọn. Máy là máy Yolo DR size 6000. Hàng này hàng cao cấp của Yolo nha các bạn. Đây, Yolo DG size 6000 nha các bạn. Cước vô máy là cái cuộn cước nhện tải cá 27 kg, sức tải là 60 lb đó các bạn, tương đương là 27 kg. Hàng này hàng chuẩn Euro nha các bạn, cước này cước hàng chuẩn Euro luôn nha. Và phụ kiện đi kèm như một cuộn tôm thẻo là cuộn tôm lưỡi 100 m, một hộp lưỡi nó tầm khoảng 20-30 lưỡi nha các bạn, 5 cái khóa lin, một cái bịch chặn phao, một cái bịch phao đèn, một phao câu sông, một chì câu sông và một cái chuông. Đặc biệt ở bộ combo này, anh em nào mua hai bộ mình sẽ tặng cho bạn một cái bao cần Shimano. Đấy, anh em nào mua hai bộ mình sẽ tặng cho mình một cái bao cần Shimano nha. Cái bao đó trị giá 80.000, các bạn không cần phải mua. Đặc biệt trong cái clip này, trong cái bộ cần câu này và cái dịp Tết này mình sẽ tặng cho các bạn. Anh em nào mua hai bộ sẽ được tặng một cái bao cần. Hai bộ được tặng bao cần nha các bạn, cực kỳ luôn, bao cần cực kỳ tốt luôn, hàng Shimano đó. Thì mình sẽ đi vào sơ sơ cái sản phẩm bữa nay ha. Nói về cần Builder Legon thì khá là nhiều người đã biết về cái dòng cần này rồi. Nói chung hàng này rất là chất lượng nha các bạn, hàng của Singapore đó. Khoan là khoan Shigoder chống sắn đó. Cần này nói chung là rất là chất lượng nha các bạn, gọn 3 ly 8 gọn đặt, có quấn chỉ phản quang. Thì với cái cần này là hàng của Shin và mình đã có rất là nhiều clip về cái dòng cần này rồi. Thì khả năng tải cá lên tới là 15-16 kg nha các bạn, với sức tải của cái cần á. Còn quan trọng là do cái khả năng của anh em mình diều cá nữa. Anh em nào diều cá tốt thì 20-30 kg là không thành vấn đề nha các bạn. Quan trọng là cái điểm mà bắt cá thành công nhất á, quan trọng ở chỗ là khả năng diều cá đó. Thì nói chung cần này rất là chất rồi, khoan này các bạn có thể đánh được cả nước ngọt và nước mặn, không sợ bị sét nha. Khoan này đánh được cả nước ngọt và nước mặn, dùng khoan Shigoder cánh bướm đó. Thì cần thì mình có 3 size đó, 2m4, 2m7, 3m. Thì anh em nào thích cái cần nào thì cứ báo mình ha, giá thì nó sẽ lệch nhau 20.000 một bộ thôi các bạn. Mình cũng xin nói sơ sơ về giá, thì với cái bộ này á thì giá của nó 2m4 là 850.000, 2m7 là 870.000 và 3m là 890.000. Mua hai bộ các bạn sẽ được tặng kèm một cái bao đựng cần. Hai bộ sẽ được tặng kèm một cái bao đựng cần trị giá 80.000 đó. Cái phần đó là chỉ cho trong cái bộ được tặng thôi nhé bạn, vì hiện tại cái combo này là combo Tết, cũng như là vừa vừa bán và vừa khuyến mãi cho các bạn, vừa bán và vừa giảm giá cho các bạn. Về chiếc máy Yolo DR thì cái dòng máy này dòng máy mới, hiện tại bên shop mới mở ra bán, là hàng cao cấp của Yolo. Thì với chiếc máy này nó sẽ tặng kèm cho mình một cái tay quay bằng nhựa nữa nhớ các bạn. Tay quay chính của máy là tay quay kim loại đó. Đây là chiếc máy này. Thì mình sẽ đọc một số thông tin này cho các bạn xem rõ hơn ha. Tốc độ quay của máy là 5.1.1. Số mặt đạn là 6 cộng 1 dòng bi, 6 cộng 1 trên 1 dòng bi, tức là 6 dòng bi tích hợp. Trọng lượng của máy là 397 g. Về khả năng du dây 0.40-240 m, 0.43-210 m và 0.45-47 là 175 lít. Thì trong này mình sẽ đưa các bạn là cuộn cước là 0.50 thì nó sẽ bằng tầm khoảng 120 thôi các bạn.
120m thôi nha. Thì cuộn này 100m thì mình vô sẽ vừa chiếc máy. Đó, mình sẽ đi vào chi tiết của chiếc máy cho các bạn xem. Nói chung cái dòng máy này cực kỳ chất lượng nha các bạn. Nó tặng thêm mình một cái bao bao trùm máy nè. Đó. Đóng gói rất là kỹ. Đó. Xong rồi thêm một lớp ni lông nữa. Chiếc máy nhìn rất là đẹp nha các bạn. Tay quay là tay quay kim loại, tay quay liền. Đó. Yolo DK là DG chứ, size 6000. Cái tay quay nó mạ màu vàng nhìn rất là đẹp bạn, nhưng mà tay quay này phải tay quay kim loại nha. Quay cực kỳ êm đúng không ạ? Máy chạy rất là êm. Đó. Tay quay rất đẹp ha. Màu xám này, màu xám pha với màu vàng nhìn rất là đẹp, rất là sang. Và hàng này là hàng cao cấp của Yolo các bạn, có tem badge VC nè, tem chống hàng giả nè, và chống mộc của Yolo nữa các bạn. Đó. Con này là con tay quay kim loại nha các bạn, và tay quay liền. Máy chạy rất là êm các bạn, cực kỳ êm luôn các bạn thấy không? Quay cực kỳ êm, cực kỳ nhẹ luôn. Dòng này mình đánh cá tầm khoảng 15-16 kg là vô tư ha. Đó. Tay này tay liền nha các bạn. Các bạn có thể đổi từ tay quay trái phải nha. Thì các bạn chỉ cần việc dặn qua ốc bên hông đây thôi. Đây nè. Có nhiều bạn vẫn chưa biết cái vụ này. Là trong con ốc này nó sẽ có thêm một cái dòng sứ. Ở dòng mà nó cục giống như lông đền nhựa chứ mà. Thì các bạn lấy cái cục này ra luôn. Thì bạn mới đổi tay quay được. Nhiều bạn nè. Trong đây nó cục màu trắng trắng các bạn thấy không. Bạn lấy cái ốc mà bạn vừa dặn ra đó. Để vô. Đó. Thì đi theo là bạn chỉ bằng rút cái tay quay này ra thôi. Rút tay quay này ra bỏ vô bên kia. Dặn ốc lại. Đó. Hàng này cực kỳ tốt nha các bạn. Đó. Thì tay quay là kim loại nè, mô bin kim loại. Mình sẽ cho bạn xem về cái cối bên trong của nó ha. Đây là cối trong của máy các bạn. Lấy cò thép nha các bạn. Cối cũng cực kỳ to ha, cúp máy to lắm bạn. Đây. Con máy rất là to. Máy gây rất là đều, rất là chuẩn hả các bạn. Cút lên xuống rất là đều. Quay rất là nhẹ đúng không ạ? Nói chung là những hàng cao cấp của Yolo là quay rất là chuẩn nha bạn thấy không? Phanh thảm nó không có kêu cạch cạch như dòng bình thường ha. Tạo cho mình cảm giác quay rất là thoải mái. Lại cò kêu rất là sướng nha các bạn. Khi mà xả pin ra các bạn nè. Cá ăn mà kêu của này rất là lạ ha. Có cá lớn á. Thì mình chỉnh cái đầu mua pin này để trường hợp khi mà có cá lớn ăn các bạn, thì nó sẽ giúp cho mình có cá lớn ăn á, thì nó xả dây ra giúp hạn chế đứt dây nha các bạn. Tức là những con cá nào quá lớn thì nó sẽ khi mà nó kéo mạnh quá thì nó sẽ tự động xả ra. Thì mình điều chỉnh cái đầu mua pin này nè, nặng nhẹ là tùy mình ha. Đó. Nặng nhẹ là tùy mình. Thì mình sẽ đi vào quần cước cho bạn xem ha. Cái dòng là cái dòng cước nhện, tức là đập cước nhện cho nó lẹ vì có hình con nhện nè. Như tên của nó là Tarantula. Hàng này hàng của Euro nha các bạn. Hàng chuẩn Euro luôn. Hàng này cực kỳ tốt. Cuộn nó 100m và sức tải nó là 25-27 kg nè các bạn. 0.50-27 kg, 100m. Đó. Sức tải là 60 lb ha. Ba mấy, ở hàng mấy ký. Thì mình sẽ cho bạn xem về cái cuộn cước này.
Đó, màu của cước thì cái màu trắng đục như các bạn, màu trắng đục đục các bạn. Nè, cước này rất là mềm, mềm và rất là chắc. Nói chung nhiều anh em cũng dùng cái dòng cước này rồi, rất là tốt. Cá mà nói chung với cái cuộn này cá tầm khoảng chục 20 kg mình bao bạn kéo ha, không sao hết. Thì đặc biệt cái cuộn cước này nó có chỉ cho mình hai cách tấp lưỡi trong về sau hộp các bạn, hai cách tấm lưỡi đó. Thì anh em nào chưa biết tấm lưỡi thì có thể làm theo hai cách này, thì hai cách tấm lưỡi này cũng rất là hay các bạn. Size này size 0.5, tại cá 27 kg là vô cái này vừa ha. Thì đi theo với phụ kiện thì mình sẽ tặng thêm cho các bạn một cuộn tấm lưỡi nè. Cuộn này 100m nha các bạn, cuộn màu trắng 100m, cuộn này tải được 16 kg hộp lưỡi. Chặn phao, phao đèn các kiểu thì tặng hết cho các bạn luôn. Vì với giá bộ này á là cần 2m4 là 850.000, 2m7 là 870.000, 3m là 890.000. Anh em nào mua hai bộ, hai bộ tặng thêm một cái bao cần trị giá 80.000. Đó, hai bộ được tặng thêm bao cần. Và tiền ship là chỉ tính một thôi các bạn. Tiền ship mình tính chỉ tính một thôi nha các bạn. Hai bộ thì tính ship là một thôi các bạn. Tùy theo khu vực, ví dụ khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì tầm khoảng 35.000 tiền phí, mà đi tỉnh thì tầm khoảng 60.000. Các bạn mua hai bộ sẽ lợi hơn, vừa được tặng bao cần mà được tính một lần phí ship nữa. Ví dụ như bạn giờ mua một bộ, xong mua một bộ nữa là phí ship là hai, tính hai lần. Trong khi đó mình đóng gói trong một đơn á thì chỉ tính một lần đó các bạn, là 60.000 thôi. Nó thì dịp Tết này thì cái bộ này thực ra thì giá như thế là giá đó mình đã giảm rồi các bạn, tức là giá hỗ trợ các bạn dịp Tết, và tặng kèm khuyến mãi cho bạn là một cái bao cần trị giá 80.000. Thì anh em nào đặt hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại mình có để trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo, Facebook thì mình sẽ nhận đơn các bạn đầy đủ ba thông tin: tên nè, số điện thoại và địa chỉ, mình sẽ chuyển hàng về tận nhà, giao tận tay cho các bạn. Thì khi nào bạn nhận hàng sẽ thanh toán tiền, bên mình sẽ không thu hộ, không có thu tiền cọc hay là tiền cước gì trước hết các bạn. Thì anh em nào đặt hàng thì cứ vui lòng đặt hàng sớm giúp mình ha. Thì cái bộ này số lượng mình cũng tầm khoảng chừng còn có 10 mấy bộ thôi các bạn. Thì anh em nào đặt hàng thì cứ vui lòng liên hệ sớm ha, mình sẽ chuyển hàng sớm các bạn. Vì cần Tết rồi các bạn mua để dành Tết đi chơi, hoặc là qua Tết mình đi câu. Rồi, xin chào và hẹn lại các bạn vào clip tiếp theo ha. Thì đầu câu Thanh Tuấn cũng chúc, cũng cảm ơn các anh em gần xa đã trong thời gian qua rất là nhiệt tình ủng hộ. Thì shop sẽ ra nhiều sản phẩm tốt hơn và giá thành nó sẽ giảm hơn. Thì để cho một phần là tri ân khách hàng, một phần là cho anh em mình có điều kiện để mua những sản phẩm tốt với giá thành rẻ. Rồi, xin chào và hẹn lại vào clip tiếp theo ha. Xin chào và hẹn lại. Đừng quên đăng ký kênh của Tuấn nha các bạn, like, share nếu bạn thấy hay và ủng hộ. Rồi, cảm ơn các bạn.